These things are just lights and clockwork. Khoa học là một ngành nghề không tưởng, vì những sự thật mà chúng ta khám phá ra không phải lúc nào cũng hợp lý. Nhiều bác sĩ và các nhà khoa học đã từng tạo ra những thí nghiệm phải nói là vô cùng điên rồ, chỉ để xác định được giả thiết của mình là đúng. Bạn đã bao giờ nghe nói về một bác sĩ tự tiêm axit vào người hay chữa bệnh cắn móng tay bằng cách tra tấn chưa? Trong video ngày hôm nay, admin sẽ đưa các bạn đến với những thí nghiệm khoa học điên rồ này. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và comment ngay những thắc mắc của bạn để chúng mình có thể giải đáp nó nhé. Xin chào, mình là Vivi của Bện TV và ngay sau đây sẽ là những thí nghiệm điên rồ nhất vượt xa sức tưởng tượng của con người. J.B.S. Haldane. Phải lấy chính tên ông này để làm tựa đề, bởi J.B.S. Haldane chính là tác giả của một loạt những thí nghiệm quái dị và cực điên rồ. Cột mốc J.B.S. Haldane phải kể đến thí nghiệm ông đã tự nạp vào cơ thể một lượng lớn dung dịch axit HCl chỉ để coi tác dụng của nó lên bắp thịt. Chưa hết, Haldane còn tập luyện đến khi kiệt sức chỉ để nghiên cứu sức ép của CO2 lên phổi, và cuối cùng là ngâm mình trong bồn nước đầy đá và tự hít vào khí CO2 chỉ để coi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Haldane còn từng tiến hành một loạt các thí nghiệm mà ông tự gây ra một chấn thương ở cột sống và tự đâm thủng màng nhĩ của mình. Nghe đã thấy ù tai rồi. Sau cuộc thí nghiệm dở hơi này, ông ta còn thanh minh màng nhĩ sẽ tự động liền lại thôi. Còn nếu nó liền lại mà với cái lỗ vẫn còn nguyên thì ai sở hữu màng nhĩ giống vậy? Dù cho họ điếc, họ vẫn có thể thổi một luồng khí thuốc lá từ tai bên này qua tai bên kia, một việc có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Rõ ràng thì ông Haldane này không được bình thường mà. Được biết, ông này là một nhà sinh vật học và di truyền học người Anh có sở thích tự thí nghiệm lên cơ thể mình. Bác sĩ tự cho ve vào tai của mình. Ve tai là loài sinh vật có khả năng gây nhiễm trùng nặng ở tai mèo và chó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người bị nhiễm trùng bởi ve tai? Để trả lời cho câu hỏi này, một vị bác sĩ thú y có tên là Robert Lopez đến từ New York đã tình nguyện cho ve vào tai của mình để tìm hiểu. Lopez đã nhét ve tai từ một con mèo bị nhiễm trùng vào tay trái của mình. Anh ngay lập tức nghe thấy tiếng cào và di chuyển khi bọ ve khám phá ống tai của anh. Sau đó anh bị ngứa dữ dội và những âm thanh cào lớn hơn khi những con ve tiến về phía màng nhĩ. Lopez cho biết phải mất một tháng để hội chứng nhiễm trùng biến mất. Nhưng điều đó không ngăn cản anh lặp lại thí nghiệm thêm 2 lần nữa. Nhưng với mỗi lần nhiễm trùng tiếp theo, các triệu chứng của anh trở nên ít nghiêm trọng và giải quyết nhanh hơn, cho thấy anh đã phát triển khả năng miễn dịch đối với những sinh vật đáng sợ này. Tự giải phẫu chính mình. Vào tháng 2 năm 1921, một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ có tên là Evan O'Neill Kane đang nằm trên bàn mổ chờ được cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nặng. Đột nhiên, ông này nảy ra một ý tưởng chưa ai nghĩ đến, đó là tự mình thực hiện phẫu thuật cho mình. Và vì lấy quyền là trưởng khoa nên chẳng ai dám cãi ông cả. Được sự chống lưng của một lượng lớn cocaine và adrenaline, thế là ông bắt đầu mổ bụng mình ra với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Việc tầm nhìn giới hạn do tự phẫu thuật không hề có vẻ làm Kane bực mình. Thậm chí, khi ông lỡ làm rớt một phần ruột nhỏ ra ngoài cơ thể, ông chỉ mau chóng gấp chúng bỏ lại vào trong và tiếp tục việc tự phẫu thuật. Cả quá trình tự giải phẫu kéo dài trong 30 phút. Mặc dù vị bác sĩ dở hơi này cứ khăng khăng là đáng lẽ ông ta có thể làm nhanh hơn thế và dừng lại cho đến khi nhận thấy ánh mắt kinh hãi đến từ đoàn nhân viên y tế đứng xung quanh. Rồi từ đó, Kane bắt đầu có niềm vui thú với việc tự phẫu thuật. Sau đó một năm, ông tự xẻo đi ngón tay của mình vì nó bị nhiễm trùng. Sau đó 10 năm, ông tự phẫu thuật bệnh thoát vị. Nhưng ngay cả nếu như ông ta không là người đi đầu trong việc phẫu thuật thì cũng được biết đến như một bác sĩ gàn dở với những ý tưởng điên rồ. Một trong những điều đó coi như đặc trưng của vị bác sĩ này chính là xăm lên bệnh nhân chữ ký của mình bằng mật mã Morse và sáng tạo ra loại băng bó làm bằng amiang. Nói tóm lại là trường hợp này chúng tôi cũng bó tay luôn, không biết phải nói gì cả. Thang đo độ đau do côn trùng đốt. Loại côn trùng nào đốt đau nhất? Đây thực sự là một nghiên cứu bài bản được thực hiện bởi nhà khoa học Justin Smith đến từ Viện Sinh học Star Watson, Arizona của Mỹ. Điều đáng nói ở đây là để có được kết quả chân thực và chính xác nhất, chuyên gia này đã hiến thân cho khoa học khi tự cho các loài côn trùng đốt mình, rồi từ đó xếp loại cấp độ đau, cũng như miêu tả cảm giác đau theo cách mà ông cảm nhận. Sau hàng ngàn lần bị đốt bởi 150 loại côn trùng khác nhau như ong, kiến, ong bắp cày, muỗi, vân vân. Cuối cùng, Justin đã đúc kết được một thang đo độ đau cho côn trùng đốt. Được biết thang đo này phân làm 5 cấp, từ 0, tức là không gây đau đớn, cho đến 4, đau đến mức không chịu nổi. Bạn có muốn biết về thang đo này không? Ở vị trí cấp 0 là kiến lửa. Việc bị kiến đốt sẽ mang lại cảm giác như một cú điện giật bất ngờ và đau nhói nhưng lại không kéo dài. Cấp 1 là ong mật. Nạn nhân sẽ cảm thấy nóng rang tại vết thương và làn da như bị ăn mòn dần. Cấp 2 là kiến gặt đập đỏ. Vết cắn của loài kiến này đáng sợ hơn rất nhiều so với kiến lửa, bởi nó gây ra cảm giác đau như dùng một mũi khoan khoét vào da thịt của mình vậy. Cấp 3 là ong bắp cày. Vết chích của nó chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại cực kỳ đau đớn dữ dội và như bị giật bởi dòng điện mạnh. Cấp 4 là kiến đàn, chính là loài kiến thử độ trưởng thành của đàn ông bộ lạc ở Brazil. Nạn nhân sẽ ngay lập tức cảm nhận cơn đau buốt, nhức nhối một cách đáng sợ. Cảm giác không khác gì đang đi trên những viên than cháy đỏ, trong khi chân bạn bị găm những chiếc đinh dài đến 5 cm ở gót. Chữa bệnh cắn móng tay. Đây rồi, ai cũng biết cắn móng tay là một tật xấu. Chưa kể việc đó làm cho bàn tay cực mất thẩm mỹ và nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao. Nhưng vẫn có một số bộ phận giới trẻ vô thức đưa móng tay lên cắn. Vậy là Lisan, một nhà nghiên cứu và tâm lý học đến từ Virginia, rất hứng thú với cách thức lặp đi lặp lại một thông điệp để đưa vào đầu tiềm thức con người để giúp con người bỏ được những thói quen xấu. Ông ta đã nghĩ ra một mô hình thí nghiệm, trong đó ông sẽ tập hợp một nhóm có thói quen cắn móng tay và cho họ nghe liên tục một đoạn băng thu âm với nội dung là một câu nói duy nhất. Móng tay của tôi có vị rất tẩm. Đoạn thu âm được mở suốt ngày đêm với hy vọng của Lisan là sẽ khiến những người tham gia bỏ được thói quen không tốt này. Nghe cũng có vẻ hào hứng đấy chứ nhỉ? Nhưng thí nghiệm lại đi vào ngõ cụt với lý do rất nhảm nhí là máy chạy băng thu âm của ông bị hỏng. Và để tiếp tục mở đường khác thì ông này nghĩ ra một chiêu mới. Đấy là tự làm máy phát chạy bằng cơm khi đứng giữa những người cắn móng tay và lặp đi lặp lại câu móng tay của tôi có vị rất tởm, bất kể đêm ngày, nắng mưa hay giông bão. Kết quả là 40% người tham gia đã bỏ tật cắn móng tay. Nhưng mà vài ý kiến cho rằng chả ai chịu được tiếng la hét nói móng tay của họ tởm cả. Họ buộc phải từ bỏ thói quen chỉ để biến khỏi chỗ quái quỷ đấy mà thôi. Thí nghiệm 21 gram, linh hồn con người có thật hay không, thực sự là một bí ẩn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó có cả admin và mình biết là bạn cũng vậy. Và để tìm hiểu ra bí mật này thì cách đây 100 năm, một bác sĩ người Mỹ từng thực hiện một thí nghiệm nhằm xác định trọng lượng linh hồn của con người và thu được một kết quả vô cùng bất ngờ. Đó chính là thí nghiệm cân linh hồn. Để thực hiện được thí nghiệm kỳ lạ trên, tiến sĩ Duncan MacDougall đã chọn ra 6 bệnh nhân sắp chết. Ngay sau khi họ qua đời, ông đặt thi hài của họ lên cân công nghiệp Fairbanks, một loại cân có độ chính xác rất cao. Ông cân trọng lượng của bệnh nhân trước và sau khi họ qua đời nhằm xác định sự thay đổi cân nặng. Điều bất ngờ đã xảy ra khi 6 bệnh nhân này đều mất đi một trọng lượng cơ thể là 21 gram. Từ đó, tiến sĩ MacDougall tin rằng số cân bị mất đi chính là phần linh hồn vừa tách khỏi cơ thể nạn nhân. Đặc biệt là bệnh nhân thứ 3, trọng lượng cơ thể giảm đi khoảng 21 gram. Sau 1 phút người này qua đời. Mặc dù vậy thì vẫn có rất nhiều nghi ngờ cho rằng sự sụt giảm trọng lượng cơ thể trước và sau khi qua đời không hề liên quan đến linh hồn. Nguyên do là vì sau khi qua đời, tiến trình phân hủy thi thể diễn ra khiến trọng lượng cơ thể giảm dần. Và bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạn có tin rằng tồn tại một thế giới bên kia đằng sau cái chết của con người hay không? Hãy comment lại ngay cho admin và mọi người biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nha. Nếu thấy hay, hãy cho chúng mình một like và share để có thêm động lực nhé. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Bye bye!